Rồi bây giờ Tion sẽ cho các bạn xem những người cá đến từ Pháp biểu diễn khả năng nhào lộn như thế nào nha. Người cá là phải dẻo dai như vậy đó. Noemi, em chuẩn bị làm gì cho các bạn xem nhé. Wow, chơi đủ kiểu luôn hả? Rồi, người cá Noemi sẽ thể hiện tài năng nhào lộn của mình. Xin phép được bắt đầu. Wow. Hay quá. Khả năng nhào lộn của bạn người cá này quá dẻo dai. Wow. Vỗ tay. Noemi có muốn nói gì với các bạn về bơi lội người cá không? Có muốn các bạn trở thành người cá giống em không? Cá. Thì các bạn cùng trở thành người cá giống em thì các bạn cùng đến chơi với em, vui không? Ừ. Rồi giờ em biết làm người cá sứ mệnh của chúng ta là gì không? Bảo vệ thiên nhiên và động vật. Em thích loài vật gì nhất? Con thỏ. Thích con thỏ hả? Vậy là em sẽ trở thành người cá bảo vệ thỏ nha. Rồi, bây giờ tới người cá Emily sẽ biểu diễn khả năng nhào lộn của bạn ấy cho các bạn xem nha. Emily cũng là một người cá nhào lộn rất tốt. Emily đã sẵn sàng chưa? Wow, một cú lộn của bạn ấy mà 4-5 động tác ở trọng luôn. Mạnh dữ. Emily lộn dữ vậy. Ôi ôi. Quá là đúng con, quá là đúng. À, chưa phải làm lại bánh ơi. Khó à. Đừng cố gắng nếu không làm được nha. Trời ơi, làm được luôn. Giỏi quá, xuất sắc. Cái này là cái nền nhà gạch luôn á các bạn. Mà bạn ấy lộn nhà quá hay. Giỏi quá. Sau khi lộn rồi thấy mệt mỏi không? Ăn me vô để bổ sung năng lượng ha.